Và trên phủ nội bào thì đây mình có là ba nguyên nhân tác động rất là tốt, nhưng mà mình cũng không có chỉ định
và nó gây ra một cái tác dụng phụ rất là điển hình của những cái citrulline thế hệ thứ nhất. Còn đối với fenicol thì cái sinh thái dụng nó lại rất là cao, cho nên nó ít tác dụng phụ ở trong đường tiêu hóa hơn. Và ở trên nhóm này thì cái phân bố nó cũng rất là rộng, cũng giống như là citrulline, phân bố rất là rộng, nhưng mà citrulline qua rộng não qua
thì cũng nguy cơ là hội chứng sán trên bào thai hay là tử vong trên bào thai. Do đó không có sử dụng ở trên phụ nữ có thai hay là trên trẻ sinh non sinh thứ tháng, thì có thể là do cái chuyển hóa thuốc, cái hệ biến chuyển hóa thuốc của trẻ sơ cứng hoàn thiện, do đó dẫn đến là tích trữ thuốc trong cơ thể và dẫn đến độc tính cho trẻ. Thì thường cái này nó sẽ xuất hiện khi mà mình sử dụng cái liều cao ở trên trẻ và sử dụng kéo dài, thì nó khoảng là từ ngày thứ khoảng là trung bình là khoảng ngày thứ tư thứ năm thì bắt đầu xuất hiện cái một chứng sáng này trên trẻ. Thường ta thấy là khoảng trung bình nhất, thì có thể là ngày thứ 8 thứ 9 cũng có thể có trẻ cũng có mắt, nhưng mà trung bình là thường là khoảng 4 năm ngày thì trẻ bị cái hội chứng sán, có thể bị xuất hiện cái hội chứng sán này. Thì ban đầu trẻ nó chỉ là mệt mỏi hay là trẻ bị đau bụng tiêu chảy thôi, và khi tiêu chảy thì phân lại có màu xanh lá và trẻ bị nôn ói và phân có màu xanh lá. Nhưng mà sau khoảng vào cuối cái ngày đó thì bắt đầu tình hình của trẻ, tình trạng của trẻ bắt đầu nặng lên, trẻ bị nặng lên, trẻ bắt đầu bị nhừ cơ, trẻ bị tím tái và trẻ bị hạ thân nhiệt và có thể dẫn đến tử vong trên trẻ rất là nhanh nếu mà mình không cứu không có kịp thời. Và chính cái độc tính này nên trẻ chống chỉ định cái silicone ở trên trẻ, trên trẻ sinh, đặc biệt là trẻ sinh dưới tháng hay là cho phụ nữ mang thai và những cái tháng cuối của thai kỳ, thì nó có thể qua bào thai và dẫn đến hội chứng sán ở trên bào thai. Còn cái gel silicone thì chưa có thấy báo cáo về hội chứng này, chủ yếu là cái paper đang silicone. Tiếp theo là cái phản ứng Jarvis Cassimer, thì cái này là do khi mình sử dụng nhóm silicone, sử dụng chloram silicone cho để diệt những cái con vi khuẩn mà có độc tố sẵn rồi, có nội độc tố, ví dụ như con vi khuẩn thương hàn, giống như cái chỉ định của silicone đã trên thương hàn, thì cái con vi khuẩn thương hàn này nó đã có nội độc tố. Và khi bệnh nhân đang bị thương hàn nặng, những cái lượng liều cao cho bệnh nhân thì vi khuẩn rất ồ ạt và dẫn đến phóng thích nội độc tố ra và có thể là đem lại tính mạng của bệnh nhân. Do đó trên thương hàn bệnh nhân bị thương hàn nặng thì mình không có sử dụng silicone liều cao ngay từ đầu mà mình phải sử dụng liều thấp chứ không phải là liều cao, tại vì liều cao thì có thể dẫn đến một tính mạng và có thể dẫn đến tử vong cho bệnh nhân. Thì cái silicone mặc dù là các phân bố vẫn tố các phân tố ổ cắn khuẩn cũng trong rất là rộng, nhưng mà giới hạn trị liệu của nó rất, cái sử dụng trong trị trên lâm sàng của nó rất là rộng. Thì mình có thể theo cái chỉ định, theo cái ổ cắn khuẩn nó thì có thể cho nhiều cái chỉ định khác nhau, ví dụ trong những trùng ở phổi, khí quản hay là trên gan mật hay là những trùng vi khuẩn chỉ thấy trong rất nhiều cái tác nhân khác nhau. Nhưng mà hiện tại trên những cái nhiễm độc này mình có đã có những cái kháng sinh khác an toàn hơn và cũng hiệu quả rất là nhiều, do đó mình không có sử dụng silicone cho những cái nhiễm trùng này. Và trên sốt thương hàn viêm màng não thì ở trên hai cái này là hai cái chỉ định chính của silicone, nhưng mà nó không phải là lựa chọn hàng đầu. Mình luôn luôn là sử dụng qua những cái tác nhân khác trước, và nếu nó không luôn nào không đáp ứng hay bị chống chỉ định thì mình mới bắt đầu cân nhắc qua đến sử dụng silicone, tại vì những cái độc tính của nó gây ra sinh tử của nó sẽ nó gây được nhân. Thì nếu trước đây những cái pháp đồ trong những ở trong bệnh viện sử dụng hay ở ngoài thực tế thì sử dụng cũng sử dụng qua silicone là cũng rất là nhiều, nhưng mà hiện tại hơn nếu trước đây thích sử dụng
Nhớ phát ngôn nào phát động được cho em bé ra V và O.
là không quan trọng. Cái con nó là thái độ. Mà ngoài ra thì nó cũng tác động được ở trên con lọc cầu cũng, nhưng mà lọc cầu này đang đề kháng. Còn nếu cái lọc cầu, những lọc cầu thì tác nhân mà điều trị hàng đầu đó là gì nữa? Những lọc cầu thì có được cái nào cũng như tác động được cái lọc cầu này. Thank you.
lớp chuyên nghiệp và lớp chuyên viên TPC, còn chuyên viên phần giảng. Chị gì? Có gì không? Viên giả do có sử dụng tiếp khi xin, nhưng mà cũng không phải là chỉ định hàng đầu, nhưng mà nó có thì là đủ. Đối với ba cô viên xin, nhưng mà không chỉ những vật bằng không. Nếu mà NSA được vật bằng không, thì bắt buộc là phải tiền để tiêm cho bệnh nhân. Nhưng mà tiêm thì phải tiêm làm sao? Tiêm tĩnh mạch chậm. Tiêm vô lớp được không? Tiêm chậm, truyền chậm cho bệnh nhân nhưng mà không có tiêm nhanh. Thì nếu mà nó không bố nó là cũng khóc rất là kém. Thì đối với viên nitrolit sử dụng được một cú và phân bố rất là rộng, đặc biệt là phân bố ở trong đường hô hấp rất là tốt. Do đó nếu các bệnh nhân nhiễm NSA, viêm phổi do NSA, thì mình biết là cái giữa viên nitrolit và vancomycin cái nào sẽ tốt hơn. Viên nitrolit sẽ tốt hơn, phân bố lại phổi trong đàn phòng độ cao hơn, hiệu quả cao hơn so với vancomycin. Nhưng mà mình sẽ không có sử dụng vancomycin, không có sử dụng viên nitrolit ngay từ đầu mà vẫn bắt buộc phải sử dụng vancomycin ở trên bệnh nhân, mặc dù là nó rất là trị liệu này, mặc dù là nó không cố kém, mặc dù là phải tiêm cho bệnh nhân, nhưng mà mình vẫn có phải sử dụng vancomycin trên bệnh nhân để mình luôn mình giữ lại cái mạng tính của viên nitrolit để mình đạt được cái vị bá đó. Thì đến một lúc nào đó viên nitrolit được nhiều tháng như vậy rất khó điều trị cho bệnh nhân. Do đó mặc dù cái viên nitrolit các chị thấy nó không cố rộng, có đường uống nhưng mà không có sử dụng đạt được cho bệnh nhân. Và trên nhóm này thì nó cái tương tác mà thường xảy ra nhất đó là nó cũng cháy màu. Nó đã dùng đến cái gì không nhỉ? Nếu như nó cháy màu tăng hoạt chất của là acetylcholine. mặc dù mình hạn chế
có những cái khác sinh hệ dòng.